Sáng Thế Ký chương 10 năm Giao ước với Abram Sau các việc đó, Chúa phán bỏ Abram trong khải tượng Abram, con đừng sợ Ta sẽ làm cái khiên bảo vệ con Phân thưởng cho con rất lớn Nhưng Abram nói Lạy Chúa Chúa sẽ cho con điều gì? Con vẫn không có con Và Eliezer, người Đa Mách sẽ thừa hưởng sản nghiệp của con. Abraham lại tiếp. Abraham tiếp. Chúa chẳng cho con con cái nên một đầy tớ trong nhà con sẽ kế nghiệp con. Chúa đáp, người ấy sẽ không kế nghiệp con. Một con trai ra từ con sẽ kế nghiệp con. Chúa đem Abraham ra sân và bảo, con hãy nhìn lên bầu trời và thử đếm sao đi, nếu con đếm được rồi ngài nói với ông, dòng dõi con sẽ đông như thế. Amram tin Chúa, nên ngài kể cho người là công chính. Ngài cũng nói, ta là Chúa đã đem con ra khỏi u rơ xứ canh đê để ban cho con đất này làm sản nghiệp. Abraham nói, thưa Chúa, làm sao con biết chắc rằng con sẽ được xứ này làm sản nghiệp? Ngài nói, con hãy đem đến đây một con bò cái ba tuổi một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con chim cu và một con bù câu non. Áp Ram đem dâng tất cả các con vật này lên cho chúa. Xẻ các thú vật làm đôi, sắp lại phần đối nhau, nhưng không xẻ đôi các con chim. Các loài chim săn mồi xà xuống, các sinh tế, nhưng Áp Ram đuổi chúng đi. Mặt trời vừa nặn, Áp Ram ngã ra ngủ thật say bóng tối dày đặc khủng khiếp phủ xuống bao bọc ông chưa bảo Abraham con phải biết chắc rằng dòng dõi con sẽ kiều ngụ nơi đất khách quê người phải phục dịch dân bản xứ và bị áp bức suốt 40 năm nhưng ta sẽ trừng phạt quốc gia mà dòng dõi con phục dịch sau đó dòng dõi con sẽ thoát ra và đem theo rất nhiều của cải còn con sẽ sống rất thọ được về với tổ phụ con cách bình an và được chôn cất đến đời thứ tư dòng dõi con sẽ quay lại đất nước này vì hiện tại tội ác dân Amorit chưa đầy dẫy Chúa hứa ban sản nghiệp khi mặt trời đã lặn hẳn và bóng tối phủ xuống bỗng có một lò lửa bốc khói và một ngọn lửa một ngọn lửa cháy phừng đi ngang qua các sinh tế bị phân đôi Ngày hôm ấy, Chúa kết ước với Abraham rằng ta đã ban cho dòng dõi con đất nước này từ sông Ai Cập đến sông Euphrates, đất của các dân Kenit, Kenesit, Katmosit, Hittit, Pheresit, Rephaim, Amorit, Canaan, Geregasit và Zebusit.